mặc dù giá heo hơi đang có xu hướng tăng tuy nhiên người chăn nuôi vẫn đang thận trọng trong việc tái đàn vì lo ngại dịch bệnh và chi phí đầu vào vẫn ở mức cao trong khi các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thận trọng trong việc tái đàn vì giá thành chăn nuôi khá cao do không chủ động được con giống và thức ăn chăn nuôi thì các doanh nghiệp chăn nuôi lớn lại lên kế hoạch tăng đàn nái trong đó một phần liên kết với nông dân trước đó một số doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi cũng đoán định giá heo hơi trong các tháng tới có thể tăng tốt thậm chí đạt mốc trên dưới 70.000 đồng kg. Lý do được đưa ra đó là giá heo hơi Việt Nam thuộc dạng biến động dữ dội vì chịu tác động từ quy mô chăn nuôi thiếu ổn định, quy hoạch, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khiến tổng nguồn cung giảm sút, kéo giá tăng. Ngay tại thị trường miền Bắc, thị trường heo hơi tại miền Bắc cho thấy giá thu mua giảm nhẹ 1.000 đồng kg. Theo đó, mức giá 66.000 đồng kg đang có mặt tại tỉnh Lào Cai, ghi nhận thấp nhất khu vực nhỉnh hơn một giá là hai tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang, hiện đạt mức 67.000 đồng kg. Heo hơi tại Nam Định được ấn định ở mức cao nhất 68.000 đồng kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 66.000 đến 68.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 68.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 67.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 66.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 68.000 đồng mỗi kg. Nam Định là 68.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 67.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 67.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 68.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 68.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 67.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 68.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 68.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 67.000 đồng kg, tại thị trường miền Trung, Tây Nguyên Khu vực miền Trung Tây Nguyên chứng kiến giá heo hơi giảm nhẹ 1.000 đồng kg tại Lâm Đồng, về mức 65.000 đồng kg. Các tỉnh, thành còn lại tiếp tục ấn định giá heo hơi không đổi so với cùng thời điểm giao dịch sáng qua. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung Tây Nguyên trong khoảng 62.000 đến 68.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 68.000 đồng mỗi kg. Nghệ An là 68.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 67.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 64.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 62.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 63.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 62.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 63.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 62.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 62.000 đồng mỗi kg. Lâm Đồng là 65.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắc là 63.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 63.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 64.000 đồng kg. Tại thị trường miền Nam, thị trường heo hơi miền Nam giảm rải rác, cụ thể sau khi cùng giảm nhẹ 1.000 đồng mỗi kg, giá heo hơi tại hai tỉnh Vũng Tàu và Hậu Giang cùng điều chỉnh về mức 65.000 đồng mỗi kg, tại Bạc Liêu cũng xuống còn 63.000 đồng kg ngang với Bến Tre. Thương lái tại các địa phương còn lại thu mua heo hơi với giá đi ngang. Hiện giá thu mua tại miền Nam giao động trong khoảng 63.000 đến 66.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 65.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 64.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 65.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 66.000 đồng mỗi kg. Tây Ninh là 65.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 65.000 đồng mỗi kg, Long An là 66.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 66.000 đồng mỗi kg, An Giang là 65.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 64.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 65.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 65.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 65.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 66.000 đồng mỗi kg. Tiền Giang là 64.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 63.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 64.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 63.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 65.000 đồng mỗi kg.